nó chạy khoảng tầm 15-20 phút thôi, còn tổng công tập thì chạy khoảng 25-30 phút. Dạ. Và cái cảng mà để mà kết nối với đảo Lý Sơn đó là cảng Sa Kỳ. Đây là gần như quê hương của em luôn, sát bên luôn, nơi mà nuôi sống em. Nên người mà tuổi thơ ngày xưa bây giờ nói ra cũng rất là xúc động, tại nơi mà nuôi mình lên mà nên người. Đừng khóc. Vấn đề thứ ba, đây là một trong những cái vấn đề mà em nói rất là quan trọng, tại vì em xin cái số liệu, tại vì cái đảo Lý Sơn nó rất là nhỏ và cái số liệu thống kê rất thấp. Em xin cái thông tin mà để mà nguồn khách là gần như một tuần em xin được, thì em tạo ra ba cái bản đồ, thứ nhất là bản đồ là khách nội địa và khách quốc tế. Khách nội địa các thầy thấy thì nó được nó phát triển tăng dần trong thời gian 2016-2019, mà đặc biệt 2 năm này là tại sao nó như vậy, là hai năm dịch. Và khách quốc tế cũng như vậy, nhìn hai cái đội chúng ta so sánh, chúng ta thấy mặc dù là lượng khách này tăng nhiều hơn nhiều, nhưng mà 2 năm dịch thì nó hơi xuống đi xíu, nhưng mà tương lai không xa, năm 2022 du lịch sẽ trở lại và phát triển lên. Và đây là em tính ra một cái nguồn khách, đây những bản đồ em tự vẽ, không biết là có mấy thầy có cái gì không, em tính ra nguồn khách. Rồi nguồn dịch vụ lưu trú, tại sao em đưa cái dịch vụ lưu trú của khách sạn lớn ở đảo Lý Sơn, đó là khách sạn Mường Thanh và khách sạn 4 sao. Và đảo Lý Sơn thì cái cơ sở lưu trú trong thời đại nhất hiện nay là nó bao nhiêu 300 khách sạn, nhưng mà cơ sở lưu trú thì nó vẫn còn là tương đối yếu kém so với các đảo khác. Tiếp theo đây là cái đây là em xin vô tại sở thương mại du lịch tỉnh, em xin các bạn được cái đảo này em làm ra phải thấy người khách của tỉnh. Rồi chương thứ ba là cái giải pháp, chương 2 thì chắc là đã có thực trạng rồi, chương 3 mình phải phân tích cái giải pháp, và đặc biệt chúng ta sẽ có những cái kiến nghị xây dựng cái định hướng là của tỉnh, em cũng có cái bài đã xây dựng đọc rồi, và cái định hướng phát triển du lịch ở Lý Sơn như thế nào và những cái giải pháp. Rồi lướt qua dạ. Cái này đây xây dựng định hướng dạ. Em cũng lướt qua dạ. Giải pháp phát triển cũng lướt qua luôn dạ. Đâu đâu. Xin gửi lời cảm ơn đến chân thành đến quý thầy cô trong hội đồng học viên nghe đóng góp của chân thành quý thầy cô. Nói chung cũng xin chúc quý thầy cô sức khỏe nhiều nhà bây giờ. Cảm ơn. Cảm ơn học viên rồi. Vẫn nói cái phần sau đây là không thể lướt qua được. Phần sau đây là quý thầy cô. Chúng ta sẽ nghe ý kiến các thành viên hội đồng. Xin trân trọng mời phản biện một phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng. Xin mời thầy. Và xin cảm ơn hạng mục nâng cấp vui của anh cơ bảo vệ thì đúng là bảo vệ nhanh hả? Vì nếu không thì tôi chỉ cần mà nhà báo vào với thầy là tất cả đoàn băng em lướt qua là vâng. Xin cảm ơn hội đồng, tôi xin đọc bản nhận xét ý kiến về luận văn thì có nội dung và kết quả nghiên cứu vừa về chuyên đề chuyên ngành đào tạo thạc sĩ du lịch. Nội dung là thể hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, các phương pháp được sử dụng trong luận văn thì đã biết vận dụng một số cái kỹ thuật để giải quyết được một phần của nhiệm vụ nghiên cứu. Cái này thì còn thiếu sót thì sau tôi cũng đề cập sau. Luận văn đã xác lập được cái cơ sở lý luận cơ bản nhất để nghiên cứu phát triển du lịch tại một lãnh thổ, vừa có tính khoa học vừa có tính thực tiễn. Cái kết quả thực tiễn của luận văn đã tạo được nguồn thông tin về các nhân tố phát triển du lịch tại huyện đảo Lý Sơn, về một số thông tin. Các thông tin này cần thiết đối với hoạch định chính sách phát triển du lịch tại huyện Lý Sơn. Về kết quả phân tích hiện tại phát triển du lịch của huyện Lý Sơn đã góp phần nhận diện được thế mạnh và hạn chế để phát triển, để đề xuất giải pháp du lịch có hiệu quả hơn. Định hướng về giải pháp của luận văn về phát triển du lịch Lý Sơn có cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn, chung quanh giá trị nhất định đối với phát triển du lịch